Xin chào, là mình Nhi Hay đi đây. Chào mừng quay trở lại với Thế Giới Tarot cùng với mình. Và đây là một vấn đề mà các bạn đã hỏi cực kỳ là nhiều luôn á. Đó chính là về sự khác biệt giữa bài Real và bài Handmade. Điểm khác biệt của chúng nó là gì đây? Hãy cùng tìm ra trong vlog này nhá. Đi thôi. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào với nội dung của trước vlog này nhá. Thì giống như mọi lần trước khi bắt đầu, đương nhiên là mình sẽ phải nói chuyện với các bạn một chút. Điều đầu tiên là các bạn đã gia nhập vào group chưa? Nếu mà gia nhập rồi thì đừng quên đăng những cái câu hỏi ở trên đấy nhá. Bởi vì mình có nhận được inbox của mọi người rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là các cái câu của mọi người hỏi ấy thì toàn là những cái câu mà mình đã trả lời rồi. Nếu không phải là trong các cái vlog trước thì đã từng trả lời ở trên group rồi. Thế nên là mình cũng không thể trả lời hết được ấy. Mà số lượng mọi người inbox càng ngày càng nhiều. Mà mình còn đang làm luận văn nữa nên là mình không thể trả lời hết được. Thế nên là nếu mà mọi người chưa vào group thì hãy vào group. Nếu mà vào rồi thì có thể đăng câu hỏi trên group để mọi người có thể cùng nhau thảo luận và sẽ đưa ra những cái ý kiến hay nhất, hợp lý nhất. Bài Real là gì và bài Handmade là gì nhỉ? Thật ra ấy, mọi người hay gọi là bài Real thôi. Thế nhưng mà Real ở đây thì nó có nghĩa là thật đúng không? Nhưng mà khi mà nó chỉ nói đến kiểu một cái gì đấy thật ý là chứ không phải là nó là thật, chứ nó không phải là xịn ý đấy. Còn khi mà mình nói về một cái sản phẩm gì đấy, nó là sản phẩm xịn, một cái sản phẩm thật do tác giả mang đến ý, thì người ta dùng từ authentic. Nên đã ra mình phải dùng từ là bài authentic và bài handmade. Nhưng mà thôi thì mọi người gọi như vậy rồi thì cũng gọi là không có vấn đề gì. Dù sao thì trong nội dung của trước video hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy những điểm khác biệt giữa bài real và bài handmade. Thứ hai, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là tại sao lại có những cái điểm khác biệt này ý. Thứ ba, mình sẽ trả lời câu hỏi liệu dùng bài handmade thì có thể xem được đúng không. Và thứ tư, đó là câu hỏi liệu bạn có nên mua bài handmade không. Thì đó sẽ là nội dung của vlog ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng đi vào phần 1, đó chính là phần những điểm khác biệt của bài real và bài handmade nhé. Và người đồng hành của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bạn Mây. Bạn ấy là một bộ bài mình mua ở trên Tiki. Tiếp đó là bạn Lana. Bạn ấy là một bộ bài mình mua ở shop Nren Tarot, cũng là bài handmade. Bên cạnh đó thì bên cạnh các cái bài không real thì cũng có các cái bài real cũng sẽ được dùng để làm ví dụ. Đó chính là bạn Emma, bạn Dâu và bạn Wilson. Nếu mà cậu không nhớ tên của những cái bộ bài này thì phải đi xem ngay vlog giới thiệu với các bộ bài của mình đi nhá. Ok, về điểm khác biệt đầu tiên và cũng là điểm khác biệt mà mọi người thể thấy rõ ràng nhất, đó chính là về giá thành. Giá thành của các bộ bài thật ý, các bộ bài real ý, thì thường sẽ được rơi vào trên 500.000. Mình thấy thế. Mức giá rẻ nhất hình như là 539 à? 500 bao nhiêu ấy là bộ bạn Minh này, Radiant Radiowave này. Mà các bạn đã nhìn thấy rất nhiều. Mức giá của bộ này là khoảng 500 bao nhiêu nghìn ấy. Còn bên cạnh 500 ra thì có những bộ bài 800, 1 triệu, 1 triệu 2. Thậm chí là có thể có những mức giá còn cao hơn nữa. Trong khi đó thì những bộ bài handmade thì có mức giá tương đối là rẻ, thường sẽ là dưới 500 nghìn. Thật ra là sẽ là khoảng dưới 200 nghìn cơ. Theo như mình thấy thì ví dụ như bộ Lana này chẳng hạn, mình nhớ mình mua giá khoảng 197 nghìn à. Nó khoảng 200.000 ấy. Còn bộ này thì mình mua giá khoảng dưới 100.000, chắc khoảng 97.000 đấy. Các cậu có thể tìm thấy ở trên Tiki hoặc là trên Shopee thì có cực kỳ là nhiều. Như các bạn có thể thấy cái sự chênh lệch ở đây rất là lớn. Một bộ bài real ấy có thể mua được phải đến kiểu 10 bộ bài thật ấy. Ví dụ như là nếu mà bộ này chỉ có giá 90.000 thôi nhá, mà bộ này ấy có giá ở trên bao bì là 30 đô, tức là khoảng 900 thì phải. Trên Mystic Tarot thì bộ này là 850.000. Thì tức là ấy, một bộ bài này có thể mua được 10 bộ bài này à? Đúng không? Mình làm toán có đúng không? Tại sao lại có cái sự chênh lệch này ấy? Sự chênh lệch này xảy ra bởi vì những cái người làm bài handmade này thì họ sẽ sử dụng những cái nguyên liệu cực kỳ là rẻ. Như mọi người thấy thì đây là một chiếc hộp giấy cực kỳ là rẻ đúng không? Và bên trong thì các lá bài cũng được in một cách rất là rẻ. Thế nên là các bạn có thể thấy là nó trông rất là mỏng ấy. Tiếp đó nữa ấy,
thì họ không phải trả tiền bản quyền. Thì trong cái quá trình mà để tạo ra một bộ bài ấy, thì các bạn sẽ phải chi trả rất là nhiều chi phí. Một trong những cái chi phí đầu tiên và cũng là cái chi phí đắt tiền nhất ấy, chính là cái chi phí về tiền bản quyền tác giả. Tức là cái người tạo ra cái bộ bài đấy ấy, sẽ không thể là nhà in và nhà phân phối được, đúng không? Anh ấy chỉ là họa sĩ, kiểu nghệ sĩ tạo ra nó thôi, chứ anh ấy không phải là người đi in, xong rồi đi xuất bản, xong rồi đi quảng bá, xong rồi bày lên kệ hàng để bán được, đúng không? Thế nên là anh ấy sẽ phải tìm đến một nhà xuất bản. Ví dụ như nếu như mà bây giờ mình tạo ra bộ bài chẳng hạn, thì mình sẽ phải đi đến nhà xuất bản Kim Đồng, và họ sẽ phải trả tiền bản quyền cho mình. Và chính vì thế mà cái phí của cái bộ bài real ấy nó sẽ cao hơn. Tiếp theo đó ấy, đấy là bởi vì những người làm bài handmade thì họ không phải mất quá nhiều công sức ấy. Cái này mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Thế nên là đương nhiên là mức giá nó phải bé hơn rồi, nó phải nhỏ hơn rồi. Tiếp đó nữa ấy, thì họ sẽ không phải chịu thuế. Cái này thì thật ra là mình dựa trên suy luận của bản thân thôi, chứ mình không thực sự có một bằng chứng gì cả. Thế nhưng mà ở bên Mỹ ấy, ở các nước khác ấy, thì cái mục thuế nó rất là kiểu nghiêm ngặt ấy. Thế nên là tất cả mọi người đều cần phải đóng thuế. Với những cái sản phẩm này thì cũng phải đóng thuế. Tức là cái giá mà mọi người mua ấy, nó sẽ bao gồm một phần thuế cái gì gì đấy đấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì bây giờ cái luật nó chưa được nghiêm khắc lắm. Thì mình nghĩ là họ có thể in bài và kiểu bán ở trên Shopee hoặc trên Tiki ấy, thì sẽ không bị thu thuế. Mình nghĩ vậy thôi, chứ mình cũng không chắc đâu. Và với cái sự chênh lệch lớn như thế ấy, thì chắc hẳn việc mua bài handmade là một sự lựa chọn kiểu quá hời luôn, đúng không? Giá rẻ gấp đôi nhưng mà chất lượng lại vẫn như thế. Tại sao lại không mua nhỉ? À thế nhưng mà câu hỏi, cái vấn đề ấy, nó lại nằm ở chất lượng. Tiền nào thì của nấy thôi các bạn ạ. Thế nên ý, nếu mà các bạn có tìm ở trên cái website của cái bộ bài The Universe Got Your Back này, thực sự này, thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất ý, đấy là các cái lá bài ý, nó bé hơn hẳn. Thường thì các cái lá bài handmade ý, theo mình thấy nó sẽ bé hơn một chút, nó sẽ có nhiều những cái sự chênh lệch về cái kích thước ấy. Như với lá bài này thì lúc mà mình xem review ở trên mạng ấy, thì mình thấy cái lá bài này nó bé hơn so với lá bài thật, cũng tương đối đấy, chắc phải kiểu một đoạn ấy. Và các cái lá bài thường nó sẽ mỏng hơn nữa, mọi người chắc không thấy đâu, nhưng mà kiểu nó kiểu siêu mỏng ấy. Lý do tại vì người ta dùng giấy rẻ mà, thế nên là đương nhiên là nó phải mỏng rồi. Bên cạnh đấy nữa thì cái chất lượng in nó không được tốt ý. Đây các bạn hình nhìn thấy là những cái màu in ý, nó không được rõ ràng, mà nó rất là kiểu hòa quyện vào nhau. Và cái đường nét nó không hề sắc nét ý, nó cứ nhờ nhờ ấy đấy. Hoặc là đối với bộ này cũng thế này, các cái đường nét ý, nó không cụ thể rõ ràng, nó không ra từng cái đường một, mà nó cứ lẫn vào nhau ấy, một cách nào đó. Mà đôi khi mình giải thích mình cảm thấy là nó cũng hơi khó hiểu. Thế nhưng mà ý là nếu mà các bạn cũng kiểu có chuyên ngành một chút về nghệ thuật hoặc cái gì đấy thì các bạn sẽ hiểu ý mình thôi. Đây còn đối với những bộ bài này ấy, thì cái đường nét của nó kiểu rất là rõ ràng nhá, kiểu nét nào ra nét đấy này, trong sự phân chia này, nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Còn đây nó chỉ là một cái gì đó, không phải là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Bên cạnh đó nữa ấy, thì cái này mình có xem một vài các cái bộ handmade khác ở trên mạng, thì mình có thấy một vấn đề nữa, đấy là các cái hình ảnh ấy, đôi khi họ sẽ cắt mất một vài những cái hình ảnh, họ sẽ sắp xếp nó không được, tức là nó sẽ có kiểu kéo giãn ra, tại vì cái kích thước nó bé hơn mà, thế nên nó không thể ôm nguyên cái đống hình ảnh đấy được. Nên là có thể là họ sẽ cắt bớt một vài cái hình ảnh, những cái hình ảnh có thể sẽ bị kéo ra hoặc là bị nhòe đi ấy. Mình đoán là tại vì những cái người ở nhà in đấy họ không có chuyên môn về thiết kế đồ họa chẳng hạn, thế nên họ không biết là lúc mà kéo ra thì nhớ phải ấn phím shift để cho nó không bị vỡ hình và không bị méo hình, nên đôi khi nó hơi bị méo một chút, mà cái sự méo đấy đôi khi là mình cảm thấy thật là bực mình. Và bên cạnh đấy nữa thì màu sắc của nó cũng sẽ hơi khác nữa. Nó không kiểu khác quá lớn đâu, nhưng mà lúc mà mình xem cái review của bộ Revelation Tarot này thì các bạn có thể thấy là ở đây cái màu của nó rất là đậm, nó rất là cực kiểu nó bị đậm và nó bị nặng ấy đấy. Nhưng mà lúc mà mình xem review ở trên mạng ấy, thì mình thấy cái màu sắc của nó nhẹ hơn, nó hiền hòa hơn, và nó kiểu pastel ấy, kiểu bling bling như kiểu thiếu nữ ấy đấy, nó hơn như thế nhiều. Và ấy có một vấn đề nữa là đôi khi, không phải tất cả các trường hợp, thế nhưng mà đôi khi ấy, lúc mà họ đóng gói ấy, thì cái thứ tự của các lá bài nó có thể sẽ không theo đúng cái trình tự nữa. Điều này thì mình cũng đoán là bởi vì những cái người làm ra các bộ hè handmade này có thể họ không có kỹ năng về, không có kiểu về tarot lắm á, họ chỉ biết in ra thôi á, thế là họ không biết cách sắp xếp thế nào để cho nó phù hợp với nhau cả. Và có một số trường hợp, không phải tất cả, một số thôi, là có thể thiếu một vài lá bài tại vì họ không biết sắp xếp, nên họ sẽ không biết là đằng sau cái này phải có cái lá này, thế nên họ không nhận ra là họ đã xếp thiếu mất một cái lá rồi, nên là mình bị mất cái lá đó thôi. Bên cạnh đó nữa ấy, thì nếu như mà bạn bị mất một lá bài thì nếu mà bạn mua bài thật ấy, thì sẽ có chính sách bảo hành. Tức là nếu mà bạn bị mất một lá bài, bạn có thể gửi email cho nhà sản xuất hoặc cái địa chỉ mà bạn mua ấy, thì họ sẽ có thể bán lẻ cho bạn hoặc là bồi thường cho bạn miễn phí những cái lá bài khác.
y như thế đấy. Thế nhưng mà đối với bài handmade ấy thì không có chuyện đó đâu, bởi vì đôi khi người ta cũng không biết là bài đấy nó ở chỗ nào mà. Và một vấn đề nữa đấy là thường thì sẽ không có sách hướng dẫn đi kèm đâu với những cái bộ bài handmade ấy. Đây nhá, với bộ bài Real này, thử với bộ Revelation Tarot là mình đã từng review này, các bạn có thể thấy là quyển sách của nó to đùng. Cuốn sách của nó to đùng đúng không? Nhưng mà đối với bộ Joy de Vivre hay là bộ Universe Con Cho Bác này thì hoàn toàn không có sách luôn. Ở đây thì nó có một cái mã QR code, trong cái mã QR ở đây này. Thì cái mã QR này nếu mà cậu scan nó thì sẽ được gửi một cái đường link đến với cái quyển sách trên bản PDF của tác giả. Nhưng mà cảm giác cầm sách thật nó vẫn xịn hơn đúng không? Thì học sẽ dễ hơn và không phải là ai cũng có. Thường thì các cái nhà in handmade ấy thì kiểu để tiết kiệm chi phí thì thôi họ cũng chả thèm in sách làm gì ấy. Thế nên là họ có thể sẽ email cho bạn cái bản PDF đấy, hoặc là sẽ để mã QR ở trên đấy để cho bạn quét và bạn lên đọc cái quyển sách đấy luôn. Và lý do tại sao nó lại có cái sự khác biệt về mặt chất lượng như thế ấy, thì tất nhiên là tại vì nó do ảnh hưởng của giá cả thôi. Ngày trước ấy, khi mà mình có đi bán hàng ấy, thì mình có được dạy là khi mà cậu bán ra một sản phẩm ấy thì cái sản phẩm đấy phải lãi gấp 3 lần so với cái tiền công mà cậu bỏ ra, để nó tránh được những cái gọi là rủi ro ấy. Tại vì nếu như mà cậu không bán được các sản phẩm khác chẳng hạn thì sẽ kiểu một sản phẩm có thể đỡ được cho những cái sản phẩm khác ấy, thì nó sẽ đỡ hơn ấy. Nghe hơi khó hiểu nhưng mà nếu mà các cậu làm về kinh doanh ấy, cậu sẽ hiểu thôi. Đại ý là một sản phẩm khi bán ra phải được lãi 3 lần so với giá trị thực của cái sản phẩm đấy. Ví dụ như là bộ bài này được bán ra với giá 90.000 chẳng hạn, ví dụ nhá, thì cái tiền để sản xuất ra nó ấy chỉ được ở trong mức khoảng 30.000 thôi. Chính vì thế nên là cái chất lượng của họ đương nhiên không thể đảm bảo được rồi ấy. Vấn đề tiếp theo nữa ấy, đấy là về vấn đề đóng gói. Như các bạn có thể thấy ở đây thì Revelation Tarot này có cái hộp đóng gói rất là xịn này. Một trong những lý do tại sao chúng ta cần phải mua cái túi đựng bài ấy, như mình thấy ấy, là bởi vì là kiểu các bạn hay mua bài handmade ấy, thì bài handmade ấy nó thường chỉ có một cái hộp bé tí xíu như này thôi. Và cái hộp này nó kiểu rất dễ bị quăn ấy. Đây, mình dùng một thời gian nó gọi là đã hơi quăn ở cái mép rồi, kiểu nó sẽ có một vài cái vết quăn ở mép này rồi ấy. Sau một thời gian thì mình vứt sửa cái hộp luôn. Giống như là của Joy thì nó nát quá rồi nên mình vứt lâu lắm rồi. Thì đấy là lý do tại sao kiểu mình cần phải mua thêm túi, kiểu đỡ chi phí mua bài hơn một chút, hơn nhiều chút. Thế nhưng mà phải mua thêm túi. Cái đóng gói các cái bộ bài real, bộ bài handmade ấy, nó thực sự rất là khác nhau. Đối với bộ bài real ấy thì nó đóng gói hộp rất là cứng cáp. Ví dụ như đây là hộp thiếc chẳng hạn, nếu mà cậu mua bài handmade không có chuyện đấy luôn nhá. Bởi vì là cái hộp thiếc này kiểu nó đắt hơn, thế nên là đương nhiên là người ta không thêm vào rồi. Bên cạnh đấy ấy, thì đối với cái đóng gói này ấy, tại sao mình sử dụng bộ bài này? Đấy là bởi vì ấy, các bạn có thể thấy là nó thiết kế sẽ đi kèm với cái túi này. Bởi vì là cái túi này để sóc bài ấy, kiểu nó phù hợp ấy. Bên cạnh đấy nó sẽ có những cái lỗ, những cái phần phù hợp để sẵn cái bộ bài vào. Nó tiện cho mình sử dụng luôn và mình không cần phải mua thêm một cái gì nữa. Bên cạnh đó nữa ấy, thì đối với những cái bộ bài real ấy thì sẽ có những cái thứ đi kèm ít như kiểu quà tặng kèm của tác giả ấy. Ví dụ như là với hộp bài Thought Tarot này nhá, thì các bạn có thể thấy là có cái bản đồ. Không phải cái bản đồ, lần nào nói cũng bảo là cái bản đồ nhưng mà nó không phải là cái bản đồ đâu. Nó là cái trải bài ấy, cái sơ đồ trải bài. Thì các bạn có thể thực hành ngay trên cái sơ đồ trải bài này luôn. Nó có đầy đủ các cái câu hỏi, các cái vị trí ấy. Thì kiểu đối với người mới xem thì nó khá là hợp lý để luyện tập. Đấy, và mọi người thấy là kiểu nó thiết kế phù hợp để bộ bài phải được đúng ở vị trí của bộ bài đấy, đúng ở cái vị trí đấy đó. Cái hộp của nó rất là cứng cáp này, nó thiết kế của nó rất là có chủ ý ấy. Kiểu mọi thứ nó cần phải đi ăn nhập với nhau ấy, đúng là những cái bộ não siêu đỉnh người ta mới nghĩ được những cái như thế, chứ còn người tầm thường như chúng ta thì đâu có nghĩ được đâu, đúng không? Bên cạnh đấy nữa ấy, thì ở những cái bộ bài real ấy thì nó sẽ có đầy đủ thông tin, ví dụ như là sẽ có những cái mã này, có những cái mã vạch này, có đầy đủ thông tin về tác giả này, kiểu nhà sản xuất này, thông tin các lá bài này, đầy đủ các loại thông tin khác nhau, đầy đủ các loại dẫn chứng của tác giả, tất cả mọi thứ. Trong khi đó thì các bạn thấy là chả có thông tin gì cả, nó không có thông tin gì hết, nó chỉ có một cái ảnh bên ngoài và một cái ảnh đằng sau và một cái mã hết. Thường bộ bài gốc sẽ không có mã QR đâu, mấy bộ bài thật thường không có mã QR đâu, chỉ những bộ bài fake mới có thôi. Và thường ấy thì đóng gói người ta cũng sẽ cố gắng, với những cái bộ bài handmade ấy, người ta cũng sẽ cố gắng để đóng gói bộ bài handmade nó tối giản nhất có thể, giảm thiểu chi phí nhất có thể đó mọi người ơi. Tiếp theo đó là về công sức.
Thì như ở trong vlog về triển lãm Tarot mình đã nói với mọi người, để thiết kế ra được một bộ bài thật thì sẽ phải mất đến, tức là cái quá trình từ lúc lên ý tưởng đến lúc nghiên cứu đến lúc mà hoàn thành ra ấy, sẽ mất kiểu khoảng 3 năm hoặc ít nhất cũng phải kiểu 1-2 năm gì đấy ấy. Thế thì cái công sức mà tác giả bỏ ra và cái tâm trí và cái suy nghĩ của tác giả bỏ ra cho bộ bài thật authentic rất là lớn. Trong khi đó, để làm ra một bộ bài fake thì người ta chỉ cần chỉ mất công cái đoạn đi tìm ảnh PDF của từng lá bài thôi. Sau đó thì người ta tìm một nhà in phù hợp, rồi đem đi in, rồi đem đi bán, thế là xong. Tức là cái thời gian mà cái nhà phân phối bộ bài handmade cần để làm xong bộ bài nó rất ngắn so với thời gian mà tác giả thật cần phải làm, cần phải có để tạo ra bộ bài. Và điểm khác biệt cuối cùng đó là về đối tượng nhắm đến. Những cái bộ bài mà handmade ấy, thì mình thấy là thường sẽ chỉ nhắm đến những cái bạn kiểu học sinh, sinh viên không có tiền, đấy là một. Thứ hai đó là những người mới học xem tarot và không chắc chắn lắm là liệu bản thân mình có định theo tarot một cách lâu dài và cố định cụ thể hay không. Tại vì khi chưa chắc chắn lắm thì việc bỏ ra một cái số tiền quá là lớn để đầu tư đó là một cái gì đấy nghe rất là dại dột. Thế nên là thường người ta sẽ không làm thế, người ta sẽ hay mua những cái bộ bài thật là siêu rẻ đó. Thứ ba là những cái người ham rẻ như là chúng ta. Nói thật đi, những người như các bạn cũng là những người ham rẻ đúng không? Thế nên mới vào xem vlog này. Mình cũng thế, không sao đâu. Thật ra là việc nhắm đến cái đối tượng đấy thì mình thấy khá là hợp lý. Bởi vì là đúng là đối với những người mà họ mới học xem bài tarot ấy, thì rất là khó để bỏ ra một khoản tiền kiểu siêu lớn để mua bộ bài ấy, mà không biết là liệu mình có dùng lâu không, hay là mình chơi chán vài hôm rồi mình bỏ ấy. Nhất là đối với những cái bạn là học sinh, sinh viên khi mà chưa có tiền. Thế nên là nó cũng hợp lý thôi. Bản thân mình ngày trước lúc mình mới học và đang là một sinh viên nghèo thất nghiệp, mình cũng mua bộ bài handmade. Nên là nếu các bạn ở trong cái nhóm đối tượng đấy mà gặp phải và mua cái bộ bài đấy thì chẳng có vấn đề gì cả, chả làm sao cả. Và một điều nữa ý, tại sao những bộ bài handmade có thể nhắm được những cái đối tượng mới lần đầu ấy, đấy là bởi vì là cái thời điểm đấy chưa bao giờ tiếp xúc với bộ bài thật cả, chưa tiếp xúc với bộ bài chính gốc cả. Thế nên mình không biết là nó sẽ như thế nào, nó sẽ đẹp đến mức nào ấy. Sau khi mà mình mua bộ này xong ấy thì mình vẫn đang kiểu wow, ui đẹp thế, hình vẽ, màu sắc các thứ wow. Sau đó mình có những bộ bài gốc ấy thì mình cảm thấy là nó wow hơn ở một tầm cao mới. Ý là nó kiểu rất đẹp, rất xịn ý. Nó giống như kiểu là những cái tác phẩm nghệ thuật ấy, kiểu mình dành nhiều giờ để ngắm chúng nó. Sau khi mà mình đã có những cái bộ bài gốc thật xong rồi ấy, thì kiểu mua bộ bài này về xong cảm thấy nó kiểu một sự xúc phạm ấy. Nó kiểu nó cứ đường nét nó cứ xấu, xong nó cứ blend với nhau, xong nó cứ không rõ ràng, xong rồi nói chung là nó làm mình cảm thấy rất là thất vọng. Thì mình thấy đối tượng của bộ bài authentic ấy thì thường sẽ hướng đến những cái người mà họ đã có cái kinh nghiệm với bài tarot rồi, hoặc là họ là những cái người mà kiểu sưu tầm bài, hoặc là có điều kiện kinh tế hơn một chút, hoặc là biết là bản thân mình sẽ theo được tarot ấy. Rồi thì bây giờ một câu hỏi lớn đó là liệu việc sử dụng bài handmade để xem tarot có đúng không? Thì dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình và việc lượt một loạt các cái group tarot, thì mình có thể nói với các bạn rằng việc xem tarot bằng bài handmade có chuẩn. Mình đã sử dụng bài handmade để xem một khoảng thời gian rồi. Như mọi người cũng biết thì bộ bài Lana là bộ bài đầu tiên của mình, và mình đã xem về nó chắc cũng phải được một thời gian khá là dài, và cái feedback của mọi người rất là tốt. Thế nên là ấy, cái việc xem chuẩn hay không ấy, nó phụ thuộc nhiều hơn vào cái người đọc bài, chứ không hẳn là việc bài tarot đấy có xịn hay không nên xem bài handmade có chuẩn. Thế thì có nên mua không? Việc có nên mua không ý, tất nhiên nó là lựa chọn của các bạn và mình không thể can thiệp được. Thế nhưng khi mà mua thì hãy cân nhắc đến các cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, cái việc mua bài như này này, thậm chí cái việc sản xuất ra để bán nó ấy, là một hành động trái đạo đức, thậm chí là vi phạm luật pháp ấy. Chỉ là ở Việt Nam thì người ta chưa làm chặt về cái luật bản quyền này, thế nên là họ vẫn đang có thể thoát được thôi. Nhưng mà trong những năm sau này nữa, lâu lâu nữa, nhỡ đâu Việt Nam làm chặt về cái luật bản quyền thì chắc họ thì kiểu nó là vi phạm pháp luật các thứ ấy, thì việc chúng ta mua bài nó cũng không được tốt lắm, nó cũng là trái đạo đức. Thứ hai là hãy nghĩ xem là cái việc mình mua bài giả như này nó ảnh hưởng đến tác giả như thế nào. Nghe thì nó rất là xa xôi và rất là phù phiếm, bởi vì tác giả ấy có phải ai mình gặp đâu, mình cũng không quan tâm người ta thế nào thì kệ người ta. Thế nhưng mà các bạn hãy thử đặt vị trí của bản thân mình vào cái người tác giả đấy. Các bạn kiểu dành hết chất xám để suy nghĩ và tạo ra một bộ bài trong hơn 2 năm trời mới ra được một bộ bài như thế. Thế nhưng một ngày nọ bạn phát hiện ra rằng có một thằng lên trên mạng lấy những cái PDF đấy xuống, in ra và kiếm tiền dựa trên chất xám của bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ bùng nổ.
có đúng không? Thì nên suy nghĩ ở tác giả một chút ý. Tại vì chắc là tác giả sẽ buồn lắm nếu mà thấy được những cái bộ bài của mình bị làm giả như thế này. Và tiếp theo nữa ấy, thì nó sẽ khá là ảnh hưởng đến quá trình học. Bởi vì là các bộ bài handmade thì như mình nói đấy, nó không có một sách chính thống, kiểu nó không gửi cho bạn một quyển sách chính thống, thì đôi khi nó sẽ khó cho các bạn trong việc gạch chân đọc ý các thứ ấy. Và tại vì màu sắc nó cũng có những cái sự khác biệt, và hình ảnh nó cũng kiểu có thể có những sự khác biệt ấy, nên là nó cũng sẽ khó khăn hơn trong cái quá trình cảm nhận bài của chúng mình. Chốt lại thì nếu bạn quá nghèo và bạn quá là cân nhắc về vấn đề tài chính thì việc mua một bộ bài handmade không phải là một điều sai. Thế nhưng vẫn là lựa chọn của các bạn. Nếu mà có thể thì nên tiết kiệm để mua một bộ bài authentic. Và cuối cùng thì bởi vì mình đã từng là người sử dụng bài handmade trong một khoảng thời gian dài trước kia, thì mọi người có thể sẽ băn khoăn là liệu mình có cảm thấy hối hận không. Thật ra trước khi mua bộ bài này, mình đã cân đo đong đếm rất là nhiều. Thời điểm đấy thì mình thực sự thất nghiệp và chẳng có đồng nào trong người cả. Thế nên là nếu mà mình bỏ ra khoảng 500-600 để mua bộ bài ấy, thì lúc đấy với mình là to kinh khủng luôn ấy. Mặc nhiên là kiểu không thể tin được tại sao mình có thể bỏ bằng đấy tiền ấy. 100 mấy 200 thì không sao. Thì lúc đấy mình có tham khảo ý kiến của bạn mình. Bạn mình bảo là chắc là sao sẽ hối hận đấy, bởi vì kiểu màu sắc rồi hình vẽ nó sẽ khác ấy. Đấy. Thì thật ra là lúc mà mình nhìn bộ bài ở trên mạng thì mình cũng ham. Mình cũng nghĩ là nếu mà lúc đấy mà mình mua bộ bài thật thì chắc là nó cũng tốt hơn. Thế nhưng mà bộ bài đã đồng hành với mình rất là lâu rồi. Và thật ra là nếu mà lúc đấy mình không mua bộ bài này, chắc mình sẽ không bao giờ mua tarot cả. Tại kiểu nó quá đắt so với mình, nên là you know, chả sao cả. Mình không hối hận, mình sử dụng bộ bài này trong một khoảng thời gian rất dài, và mình cảm thấy là mình rất ổn với nó và mình rất yêu thương nó. Thế nên đối với cá nhân mình thì không có vấn đề gì. Thế nhưng mà mình vẫn khuyên, nếu mọi người có thể thì hãy mua bài thật, ủng hộ tác giả và sống đúng với lương tâm của chính con người mình. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng là những kiến thức này đã trả lời được câu hỏi của các bạn. Và đừng quên like, share, subscribe và comment ở bên dưới những cái điều mà các bạn nghĩ, hoặc là bộ bài mà các bạn đã mua, hoặc là các bạn sắp mua, để cho mình biết những gì mà bạn suy nghĩ nhá. Bye bye.